Thợ xây kìa. Có tương lai chị ạ. Như kiểu khách cho mặc thử rồi đấy nhỉ. Lung động được cái là quần. Lúc trước nhà em cũng thế, xây nhà cũng thế mà. Bố em còn cả mua cả thịt chó xong rồi thịt vịt các thứ. Quèo ơi. Tiếp đãi. Như bố. Như bố. Xong mấy hôm cỡ trời nóng còn mua bia rồi cho mấy ông ấy uống. Uống say rồi thì say thế nào? Không, không mấy ông ấy kiểu chỉ có uống cả giải pháp thôi chị. À. Nước thì bà em ngày nào mấy siêu nấu bá điếc phục vụ như bố. Sáng dậy pha nước chanh, em còn chưa được uống nước chanh. Hả? Em lúc ấy là cứ kiểu mua két bia ấy, xong cứ để ở trong tủ ấy. Ý, thỉnh thoảng lại cầm ra cho người ta mới cho. Xong rồi hoa quả, dưa hấu, rồi các thứ, các kiểu. Xong rồi còn hoa quả phục vụ thì nấu cơm mấy này các kiểu cho người ta. Thank you.